Đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 Miss Good Morning Việt Nam diễn ra giữa thời tiết lạnh 15 độ của Đà Lạt, khiến dàn thí sinh gặp nhiều khó khăn khi trình diễn. Dân tình xót xa hơn với cảnh hậu trường khắc nghiệt, thí sinh run lẩy bẩy. Tối ngày 27 tháng 12 vừa qua tại thành phố Sương Mù, Đà Lạt, đêm bán kết và trình diễn trang phục dân tộc của cuộc thi Hoa hậu lớn bậc nhất nước ta, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, Miss Good Morning Việt Nam đã chính thức được diễn ra. Top 38 thí sinh là những cô gái xinh đẹp bản lĩnh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, đã bước vào những vòng thi hấp dẫn, nói lên tiếng nói và có cơ hội thể hiện bản thân trên sân khấu cuộc thi. Năm nay, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam cũng là năm kỷ niệm 15 năm cuộc thi được sáng lập, cũng là lần đầu tiên ra mắt với một bộ nhận diện mới, một định danh mới là Miss Good Morning Việt Nam. Với chủ đề năm nay của Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam là Tôi luyện nên tôi, đề cao những vẻ đẹp kiên cường xuất phát từ bên trong với những câu chuyện truyền cảm hứng cao cả. Tại đêm bán kết vừa qua, những thí sinh tiềm năng cạnh tranh hàng đầu với chiếc vương miện cũng đã dần được khán giả khoanh vùng. Bên cạnh các thí sinh nổi trội chiếm truyền thông mạnh từ trước ở các vòng truyền hình thực tế như Cao Thiên Trang, Vũ Thúy Quỳnh, Ngô Bảo Ngọc, thì các người đẹp như Thùy Trâm, Hoàng Nhung, Diễm Trinh, Hoàng An sau đêm bán kết cũng đang được đánh giá khá cao. Các thí sinh đã có những phần thể hiện xuất sắc trên sân khấu, trình diễn đầy tự tin và bản lĩnh. Tuy nhiên, phía sau những phút giây tỏa sáng trên, thì top 38 thí sinh cũng phải chịu những áp lực khắc nghiệt của thời tiết khi trình diễn ở sân khấu ngoài trời giữa trời đêm Đà Lạt, nhiệt độ hạ thấp xuống tận 15 độ C. Tuy vậy, đây không phải là điều ngăn cản tinh thần quyết chiến của các thí sinh. Dù lạnh buốt nhưng top 38 vẫn cháy hết mình trên sân khấu. Chỉ khi lui xuống hậu trường thì mới là những phút giây thật và thể hiện rõ sự khắc nghiệt nhất. Các clip hậu trường ở đêm bán kết sau khi được chia sẻ trên TikTok cũng đã nhận về nhiều sự quan tâm. Trong đó, khoảnh khắc gây thương cảm là lúc thí sinh Vũ Thúy Quỳnh đang đứng ở standby ở cánh gà với trang phục swimsuit đã phải run cầm cập vì lạnh, cộng với việc mặc đồ không thể giữ ấm cơ thể. Học trò Hương Giang vừa ôm cột, mặt cúi gằm xuống đất, thêm cả việc hồi hộp vì sắp lên sân khấu khiến không khí hậu trường càng khắc nghiệt hơn. Đồng cảnh ngộ với Vũ Thúy Quỳnh là thí sinh Ngô Bảo Ngọc. Ở trong hậu trường, dù được ban tổ chức chuẩn bị máy sưởi nhưng với thời tiết trên vẫn khiến người đẹp run lẩy bẩy, ngồi khom xuống đất co ro. Đêm bán kết vừa qua, một số giải thưởng phụ cũng đã được trao cho những thí sinh xuất sắc nhất. Có thể kể đến như Ngô Bảo Ngọc được trao Best Catwalk, Cao Thiên Trang ẩm giải Best Social Media, Best Body trao cho Thùy Trâm, Best Face thuộc về Vũ Thúy Quỳnh. Kết thúc đêm bán kết, top 38 thí sinh sắp tới đây sẽ còn một đêm thi cuối cùng là đêm chung kết xếp hạng, cũng là đêm tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện kế nhiệm danh hiệu của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Đêm chung kết sắp tới sẽ được diễn ra vào ngày 31 tháng 12 tới, hứa hẹn sẽ vô cùng bùng nổ và tạo nên nhiều dấu ấn cho khán giả theo dõi.